chuyến đi dã ngoại ở tại Kỳ Thượng, Quảng Ninh. Bắt đầu từ Hải Phòng, chúng tôi có khoảng tầm hơn 50 xe để đi lên cái địa điểm này. Đường đồi núi thì khá là khó khăn và vất vả, nó sốc. Tuy nhiên là xe cabin thì lúc đầu ai cũng sợ là không dám lái lên, nhưng mà đến hiện tại thì đã rất là khỏe và có thể đi lên đến nơi. Trong quá trình thì mọi người đi bám sát nhau và rất là theo đoàn rất là thoải mái. Ngoài ra là chúng tôi đã đi đến đây và có một buổi dã ngoại cực kỳ thoải mái, vui vẻ và gắn kết về sau. Cho nên là mong là sẽ có rất nhiều buổi trải nghiệm như thế này nữa để chúng ta cùng hội Fadin của các tỉnh khác, ngoài Hải Phòng ra có các tỉnh khác ở trong cả nước có thể gắn kết với nhau để cùng phát triển hội VinFast Fadin toàn cầu để phát triển hơn.